rồi mấy chị vào lại em gắn nha. Chấm tay tặng cho em xin nước chia sẻ với em nha. Xong là cái quần lẻ áo lẻ hết cho em. Rồi áo khoác treo ở phía sau khách lấy chốt rồi. Để em ra lấy luôn khách rồi. Khách chốt rồi chị ơi. Áo khoác ở phía sau khách chốt rồi nha. Đẹp lắm luôn á chị ơi, cổ nè ha. Đã lên cho em chốt mã thiết kế giùm em. Cảm ơn cho em giá chốt của chị đẹp lắm. Lên chăm chốt mã sơ mi, cái này mỗi em thấy mặc dễ thương lắm chị nha. 75.000 một cái áo, rất là dễ thương, đẹp xuất sắc luôn cho mình. Comment cho em giá chốt cái này. Em đang mặc là sơ mi, cái cổ của nó là hàng ép hạt, ép đá cho mình, hàng 7V. Hàng mà em thấy để bạn nó bán là tới 270.000 một cái áo như vậy đó mấy chị nha. Em giá xem mình chỉ có giá là 75.000 cái thôi, rất là dễ thương, đẹp lắm chị gái của em. Tay nè, có chị tay tiểu thư cho em gái nha. Mặc có là quần sọt, quần jean, trong váy, cái gì cũng đẹp hết cho em gái. 65kg mặc vô tư hết cho em gái chị yêu nha. Rồi lên cho em gái chốt mã sơ mi giùm em, bao đẹp. Comment cho em gái chốt mã sơ mi giùm em. Rồi em chày gái hải đậu nha, chị Thùy Trang, chày gái Thùy Trang luôn. Đó, comment cho em gái chốt. Còn áo ở phía sau, quần ngắn canh mặc là vải gì em, là quần đó em đang mặc luôn chị, vải u mì là quần em đang mặc luôn chị gái, là vải u mì cho em nha. Hàng này em bán 110 nhưng mà em còn mấy cái xem mình luôn 95, đẹp lắm vải u mì. Ví dụ chị này mình lấy hai cái quần thì lấy hai cái lưng khác nhau á. Em có size mình 75kg mặc được luôn, quần này em có size mình 75kg mặc thoải mái, đẹp xuất sắc luôn cho mình. Rồi lên cho em gái trước đang hỏi thế nào chị. Áo thì hàng vải von nha, áo là hàng vải von, áo vải von in 3D mấy chị, cái cổ nó ép hạt hết cho mình luôn nha. Tay rất là dễ thương luôn, tay phòng tay rất là dễ thương luôn, tay phòng. Cảm ơn em gái chốt mã áo sơ mi giùm em. Đó, em đã sơ mi giùm em, em chốt mã sơ mi. Rồi lên cho em gái chốt màu da mấy chị, cái tay đẹp cực kỳ luôn mấy chị, mặc lên màu đen sang trên cổ luôn á, có 75.000 cái áo sơ mi. Đó, lên chăm chút mã màu da. Cái màu da này nó phối cho mình. Áo là hàng vải von. Đây, cái màu da thì hàng vải von cho mình luôn nha. Hàng vải von tầm ý chị yêu nha, tầm ý cho em nè. Nó có hai cái sọc xuống mặt lên làm điểm nhắn cho mình luôn. Áo xe nó 75.000 cái áo chị. Comment chăm gái chốt mã sơ mi giùm em nha. Comment chăm chút mã sơ mi cho em, gái bao đẹp luôn á chị. Hàng vải von đẹp xuất sắc luôn. Rồi quần size lớn 75kg nè. Rồi, đi đùi size 38 á, 95.000 cái quần gì gái nha. Lê Bích Thảo và một cái áo sơ mi em đang mặc như thế này. Đùi, chữ đùi 38 là size lớn. Rồi lên cho em giá chốt mã màu da. Rồi bên cho em chốt áo màu da em. Da là hàng vải tầm ứ chị em nha. Da là hàng vải tầm ứ cho em gái. Tay rất là dễ thương luôn. 75.000 một cái áo. Comment chăm chốt mã màu da. Rồi Thanh Thúy lấy sơ mi. Đó, sơ mi là hàng thiết kế cho em gái 75.000 cái. Sơ mi là hàng thiết kế cho em gái 75.000 cái giùm em. Đó, lên cho em gái chốt này, em chạy gái vỏ luôn nha. Comment cho em gái chốt này da. Rồi ai lấy da, comment cho em gái chốt mã màu da giùm em, tao đẹp.
Cảm ơn Trang chốt da nha. Cái hồng này ở phía sau khách hỏi mà em còn sót lại cái hồng này. Chị nào mình chưa có mình chốt cho em gái hồng. Rồi chào chị Huy Quang nha. Đó lên Trang đã chốt hồng đi. Hồng này khách hỏi mà em đó hết rồi đó. Nó còn sót lại cái hồng này nè. Đó ai lấy áo hồng cảm ơn Trang gái chốt nè. Áo hồng, áo hồng 40-60kg này vừa cho em gái thì yêu ha. Mặc lên đẹp không? Mặc lên quá thời sang luôn á. Cảm ơn cho em gái chốt chị. Cái nào chị? Áo xong cái mặt được hết nha. Bên em gái bán hàng full trung niên, cho nên những chị nào mình nhỏ hoặc là mình to thì đó mình mặc vẫn ok hết cho em luôn nha. Chị Lê Bích Thảo mà. Đúng rồi. Một cái comment ở chung luôn luôn một cái áo với một cái quần luôn mà chị. Bỏ hai cái áo lên cái lên làm sao? Thì bỏ vô một cái đi. Cái gì mà không có không tiền nữa. Rồi lên cho em gái chốt sơ mi 75kg vừa không? Dạ không hả chị? Sơ mi là 70kg, 75kg không có vừa. Rồi lên cho em gái chốt mã áo hồng. Ai lấy áo hồng comment cho em chốt mã áo hồng. Em gái sơ mi để đẹp lắm. Khi mà em gái hồng lên sơ mi đó thì mình hỏi sơ mi. Sơ mi nó quá đẹp luôn á. Em thật sơ mi nó quá đẹp luôn đó chị. Đây em có mình hoa cam. Ai lấy hoa cam bên trong chốt hoa cam nha. Em nói này cái hoa cam hàng này người ta bán với 270-280 ngàn một cái áo như thế này. Cho nên là họ cắt bỏ cái mạc rồi. Cho nên cái hoa cam của nó là có tay dài và tay lỏ. Những chị nào mình có chốt hàng thì mình comment cho em lấy cái hoa cam thôi là ok nha. Chứ mình cứ comment tay dài tay ngắn này kia là không có. Cái hoa cam này là hàng thường nó có cái mạc hết cho mình đó chị. Rồi Châu Phạm lấy hồng 40-60kg mặt vừa. Cái sơ mi này á, trong này á, nó chỉ sang cái mạc, cách mạc bỏ rồi. Vì cái hàng giá niêm của nó với 270 ngàn một cái áo sơ mi thế này. Em giá xe 75 ngàn một cái, cho nên là có cái tay dần, tay lỗ cho em gái chị em nhé. Đó lên cho em gái chốt này hoa cam dùm em. À lấy hoa cam lên cho em chốt mà hoa cam quá đẹp luôn một cái áo sơ mi. Trong này nó có một cục thế này á, là có tay dài tay ngắn cho mình luôn á. Tay dài là tay xanh lơn. Đây tay lỗ, có hai tay, tay lỗ và tay dài. Áo lên trang chốt mã hoa cam em gái có 75 ngàn cái áo sơ mi mấy chị mặc lên đẹp lắm. Rồi ô hàng vải von xịn lắm mấy chị ôi mát lạnh luôn đó nha. Rồi lên cho em gái chốt mã hoa cam thì em đi mấy chị. Ai lấy hoa cam cầm lên cho em gái nha. Rồi hoa cam gái lên Đức Thảo lấy hoa cam. Lấy ra ăn màu sáng sáng mặt mấy chị gái xem nha. Rồi cam là chị gái không tin nha. Nó có tay dài và tay ngắn đó nha. Nó có tay dài và tay lỏ. Lên cam gái chốt hồng. Rồi ai lấy hồng rồi bên cam chốt hồng. Rồi chị lấy hồng rồi bên cam gái chốt hồng gì nè. Hồng sơ mi hồng. Hàng vải von chị yêu nha, hàng vải von đẹp lắm. Rồi ai lấy hồng là bên cho em gái chốt hồng mình em. Comment cho em gái chốt hồng. Comment cho em gái chốt đen. Đó, hoa đen cho em gái nó chị yêu nha, hàng thiết kế cho em gái bao đẹp luôn. Rồi ở Trinh Tú lấy hồng. Rồi lên cho em gái chốt hồng, hồng chị Trinh Tú. Không rồi. Linh Dương lấy hoa cam tay lỡ. Comment cho em gái chốt đen, em in 3D cho em gái hơi bị đẹp. Đen là đen hàng tầm ý cho em gái chị yêu nha. Đó, cổ. Rồi lên cho em hồng, hồng chị gái Hương Lê. Hồng chị Hương Lê. Rồi hồng chị gái Duyên Chi Đỗ. 75 ngàn một áo sơ mi cho em gái cao đẹp. 65-67kg mặc được hết cho em. Đó lên cho em gái chốt đen. Đen này in 3D cho em gái và đính hàng rất là sang chị yêu nha, rất là sang đẹp lắm luôn chị. Có 75 ngàn cái áo quá là đẹp luôn. Rồi Trinh Tú lấy đen. Rồi Trinh Tú lấy áo đen. Sơ mi 70kg mặt vừa thôi, 75kg không có vừa đó chị. Rồi lên cho em gái chốt vàng. À
lấy vàng rồi bên kia em gái chốt vàng. Không, chị Bình Quỳnh, Quỳnh. Rồi sơ mi hồng, Bình Quỳnh lấy sơ mi hồng. Rồi lên cho em gái chốt vàng. Rồi chị lấy vàng rồi bên kia em chốt vàng nha. Áo em đang mặc em có với mình là vàng, đẹp lắm chị ơi nè. Cái like của nó là hàng in 3D ép hạt cho mình, mặc lên rất là sang trọng chị nha. Mặc rất là sang trọng luôn cho em. Đó, lên cho em chút 3D vàng giùm em. Rồi sơ lưng, áo sơ lưng bao nhiêu? Áo sơ lưng hả? Chị lấy cái sơ mi hồng đúng không? Rồi pha vương nè. Sao pha vương lấy sơ mi hồng? Sơ lưng mà đang hỏi áo xanh hay đang hỏi áo nào chị? Đang hỏi áo xanh hay nào? Rồi áo vàng gái Trinh Tú. Sơ lưng cái mặt được hết chị Dương nha. Sơ lưng cái mặt được hết giùm em. Rồi lên cho em chốt hồng 3D nha. Rồi áo vàng chị gái Duyên Chi Đỗ. Rồi lên cho em chốt mã hồng 3D xanh. Sơ lưng cái mặt vô tư. Sơ lưng cái mặt vô tư của chị đẹp. Rồi hàng in 3D khách em nhận hàng hết rồi. Đó lên cho em giá chốt hồng 3D giùm em. Xanh cái lông cái mặt được của em đó lên xong rồi chị gái xem. Đó, bên này áo xanh là giả Trinh Tú nè. Đó, áo xanh là đẹp lắm chị. Trời ơi, cái loại áo nó dễ luôn quá trời luôn á. Xuất sắc luôn cho em thế này. Áo lên cho em chốt áo xanh nha. Em lên cho em chốt hồng 3D giùm em đi. Ai lấy hồng 3D là nên cho em chốt hồng 3D. Rồi em có màu xanh, xanh riêu nha. Xanh riêu nè. Rồi bên cho em chốt mã riêu. 75.000 một cái áo cho em gái. Đẹp quá trời, hàng trung niên bán 75.000 là quá rẻ, quá đẹp luôn á chị. Quá đẹp, quá rẻ luôn á. Còn bộ linen không hiền. Linen thì em chỉ còn hai màu này của chị nha. Ha, khách em nhận hàng ai cũng hỏi cái bộ này đó. 135.000 ai cũng hỏi hết. Em chỉ còn hai màu chị, 135.000. Em còn đúng hai màu chị, em còn màu hai màu này. Màu vàng bò với lại cái màu màu vàng, màu vàng bò cho em còn đúng hai màu. Em đúng hai màu chị. Mặc lên cái vải nó rất là đẹp mà nó mát đúng không? Rồi. Dạ không thì gái luôn lên hết rồi. Hàng free size Trinh Tú ơi. Cái này hàng free size chứ không có hàng hàng size to, size lớn, size nhỏ. Có quần váy không? Shop quần giả váy ở phía sau này có. Còn quần váy là không có nha chị nha. Đó lên cho em cái chốt mã xanh bơ. Lên cho em chốt mã xanh bơ giùm em. Không có tay chị như ơi. Hết rồi, không có còn. Em không có còn. Hết rồi chứ không phải đâu. Đây lên cho em cái chốt mã sơ mi sọc. Lên trang chốt mã sơ mi sọc cho em gái nha. 65kg chị đang hỏi cái gì? Cái bộ đó 65kg mặt vô tư nha. Cái bộ đó 65kg mặt vô tư cho em. Rồi. Bộ 70kg hả chị? Bộ 70kg của chị là như là gái hết hàng. Gái không còn sao chị 70kg nè. Chị Hoàng Thị 70kg của chị em đánh màu tím được không? Chị lấy size lớn đúng không? Lên danh chốt mã sơ mi sọc. Đó chị Hoàng Thị cái này được không? Size lớn của chị nha. Size 4 của chị đây nè. Trời ơi cái tay của nó sang kinh khủng luôn. Chị xem thì được không? Chốt này lại size lớn chị em đã không có hàng nữa rồi. Hết size lớn của chị nha. Đây nè, bộ tím nè. Rồi quần hình nè, sơ mi sọc. Đây, tím nè. Tím nó size lớn nè. Rồi sọc thì mình hình 75.000 cái áo. Chị mặc lên thoải mái đi làm đi đâu cũng được hết. Tìm em gái bao sang. Bao sang thì em luôn nha. Rồi sơ mi sọc. Rồi hương trầm. Rồi chị Hương chồng đã sơ mi sọc 75.000 cái áo ba đẹp.
tím thì giá trần hoa hồng bao nhiêu ký? Lấy hàng bao nhiêu ký thì em có sang. Cái bộ tím này em có sang cho mình. Chị bao nhiêu ký? Em có size 4 đẹp lắm chị, nhanh vải nè. Xuất sắc luôn á chị. Rồi. Rồi ok chị gái coi thử Hương Trầm là đúng số chưa? Hương Trầm á. Bấm vô thông tin. Chị có số rồi. 077. Đó, cho số sai kìa. Cho số sai. Rồi lấy ngược lại lấy số đi. Bỏ kia ra, bỏ cái lên lại nè. Lấy cái ra. Lấy cái giấy kia ra, giấy hồi nãy ra bỏ ra, bỏ cái giấy vô. Đây chị yêu đẹp lắm nè chị yêu nha. Sang không? Chị gái trần hoa hồng bao nhiêu ký? 70 ký mặc được cho em cái phone này, rất là dễ thương luôn. Rất là đẹp. Rồi. 72 ký mặc được luôn á. Rồi. Trần hoa hồng. Rồi chị Hoàng Thị ok. Ok chị Hoàng Thị. 120 ngàn bộ đẹp lắm chị gái, xem quá trời xem. Còn bộ ngoài, còn bộ. Đó ai đó? Hoàng Thị. Trần hoa hồng. Trần hoa hồng. Rồi hồng Tinh Tú. Chị Tinh Tú đang hỏi cái bộ hồng hả chị? Chị đang hỏi bộ nào? Chị đang hỏi bộ hay sao? Chị đang hỏi bộ đúng không? Bộ có sai của chị luôn nha chị Tinh Tú thôi. Chị đang hỏi áo hay đang hỏi bộ chị? Chị đang hỏi áo hay đang hỏi bộ vậy? Chị đang mở áo, chị đang mở bộ. Bộ có size của chị luôn, size 2 nha, có size 2 luôn, thì lấy cái size 2 nha. Có size 2 của chị là 60kg gái ba hàng cho mình vừa đẹp. Đó, ok chị gái nè nha, có size 2 của chị luôn. Hàng xô len vải xịn cho mình luôn, sale có 120 ngàn. Đó, chị gái xem ok không, chốt size 2 nè. Hàng foam lưng cao này kia đẹp lắm, vải mắt lạnh luôn. Vải mắt lạnh luôn á chị gái. Rồi. Chị gái xem có ok không, chốt cái đá này. Em có màu xanh riêu. Em còn xanh riêu ống rộng nha. Xanh riêu ống rộng và có ống nhỏ luôn. Em có size 2, size 3 ống rộng. Đó là anh Trang chốt mã xanh riêu có size 2 và size 3 ok hồng. Rồi Tinh Tú ok hồng. Rồi lên Trang gái chốt mã xanh riêu. Lên Trang chốt mã xanh riêu. Xanh riêu có size 2 và size 3. Đẹp lắm luôn á chị. Sang ơi là sang luôn. Em có bà ba luôn á. Bà ba em còn size bự nha. Bà ba em có size bự. Cảm ơn Trang gái chốt này. Xanh riêu nha. Xanh riêu này em có size lớn và size nhỏ. Em còn cái bộ màu da size lớn không chị gái đó chị ạ? Đó chị yêu, em còn cái bộ màu da size lớn. Chị gái Trần Hồng Hoa lấy luôn bộ luôn chị, đẹp lắm, lâu lâu có size lớn lần. Đây em có màu da. Da này em có size lớn và size nhỏ. Đây chị da nè ha, da em có size lớn và size nhỏ. Chị xem nữa ok không, da này lấy da. Da size lớn và size nhỏ luôn nha. Rồi, xanh riêu để Phúc Bảo số 5kg, size 3. Rồi, riêu đi ống rộng nha. Ở em có cho mình là màu da, da đẹp lắm. Tay hơi bị sang luôn á chị nha. Rồi Trinh Tú lấy da nhỏ. Chị Trinh Tú lấy da nhỏ xanh ngay. Rồi em có da 2 và da 4 với chị nha. Em có da 2 và da 4 đẹp lắm. Cái màu xanh em đang mặc dễ thương quá trời luôn đó chị. Đẹp xuất sắc luôn á. Đó, lên cho em giá chốt nha. Em có da 2 và da 3. Ủa, da 2 và da 4. Rồi. Da ống nhỏ hả chị? Có ống nhỏ luôn. Đúng rồi, da ống nhỏ. Rồi da 4 giả nhài vụ. Nhài vũ nó da 4. Đây nè, xanh riêu ống nhỏ. Như ý vừa lấy hàng cho em xin. Đồ bà 3-54kg vừa không. Đồ bà 3-54kg em gái hết size nhỏ của chị rồi.
xanh riêu 70 kg. Dạ không có dừa. Xanh riêu 70 kg không có dừa chị. Đây là da nè chị, màu riêu em không có còn size của chị, em còn cái màu da. Da em còn một cái size 2, một cái size 4. Size 2 xấu một cái mặt được hết chùm em. Mình phải lấy hàng kèm cho em gái chị luôn nha, cho em gái xin số ký của mình đi chị, tại vì hàng có size. Rồi gái Hương Trầm này lấy màu da 58 kg, mặt mát lắm chị, trộn rồi bộ mặt lên xa, lưng cao nha, lưng cao nè. Áo 58 kg size 2. Áo lập thể ở phía sau là chị Ngọc Linh không có vừa. Rồi xanh size 3 cảnh thu. Xanh size 3 thì cảnh thu nó không còn, cảnh thu ơi, em không còn xanh size 3 nha. Size 3 không còn xanh size 3 đâu, còn xanh size 2 à. Rồi da 2 nè, da xanh 2, em không còn da xanh 2 luôn. Không còn da xanh 2. Em còn da size 4. Em còn da size 4. Đây, cái màu đẹp lắm đó chị. Cái này là màu, nó ngã về màu tím tím hồng hồng, đẹp lắm. Tím đi. Ống nhỏ nha mấy chị. Giờ em còn màu đó lên cho em chút tím. Em có màu xanh ống nhỏ luôn. Em có màu xanh ống nhỏ luôn. Đó, tí em đang mặc thế này. Em đang mặc thế này để em cái của mình là size 2. Tí em đang mặc cái size 2. Luôn chị. Nha. Ống nhỏ ống nhỏ cho em đúng rồi, này chị bán ống nhỏ mà đâu phải ống rộng đâu. Hỏi chị bán ống nhỏ không, không có ống rộng. Đây, cái màu em đang mặc là em có màu tím thì nó thêu cái hình khác nhau một tí xíu. Thì em có da size 3, 6, 7 kg. Da size 4 có 7 kg mặc được giá thời trang nha. Da size 4 có 7 kg mặc được, em còn một cái size 4 chị nó lấy mình chốt. Còn một bộ da. Em còn một bộ da size 4 á, 120 ngàn, bộ đẹp quá trời quá đất luôn, hàng thiêu chị yêu nha. Hàng thiêu mà nó lai đẹp lắm luôn chị, hàng thiết kế mà. Hàng thiết kế vải cực kỳ dễ thương luôn. Số 7 kiếm mặt size 4 cho em. Rồi. Em coi nữa còn màu gì. Em có vàng. Em có vàng. Em còn đúng một bộ màu da size lớn đó chị. Đó lên cho anh chút vàng em. Vàng này em có size 2. Vàng này em có da size 4. Size 4 bộ nữa là lấy màu gì chị? Size 4 có lấy màu gì? Lên cho em chút vàng, em có màu màu nâu nè. Để em coi nâu có size 4 không. Những cái bộ này em mát kinh khủng luôn. Nâu này có size 2, ấm nhã. Đây nâu này em có size 2. Màu nâu không có size 4. Nâu em có size 2 à. Nâu này em có size 2. Nâu cay đẹp lắm. Rồi vàng 2 đẹp lắm, bình huỳnh nè, đẹp lắm người yêu. Rồi cái phôn mặt lên mắt lạnh. Mẹ nó gọn gàng lắm nha, ống nhỏ được nó gọn. Rồi bình huỳnh. Nâu. Nâu này em có cho mình là cái in cái hình nó khác một tí xíu chị yêu nha. In cái hình khác một tí xíu. Nâu này em có nâu 2 và nâu 3. Đó, vàng. Chị Hương Trầm lấy vàng 2, vàng size 2. Hàng vải tầm ý chị yêu nha. Có đây cái hàng vải Solen, cái quân Solen. Cái hàng Solen chị giá đẹp lắm. Solen cho em nha. Hàng Solen chị. Quả đẹp kinh khủng luôn. Đó. Rồi vàng 2 chị giá tinh tú. Rồi nâu size 3 luôn tinh tú.
Rồi bên Tú và hai nâu ba. Quả quá đẹp luôn mấy chị, sang lắm. Mặt lên nó hở mát thật luôn. Mặt lên siêu mát luôn cho mấy chị luôn nha. Mặt lên là siêu mát đẹp. Đây em có cái này xanh riêu, cái này hàng riêu đẹp lắm mấy chị gái. Đây lên cho em chút xanh riêu nha. Em thấy nó bán với 280 ngàn. Em thấy nó bán 280 ngàn. Sa 365kg mặt vô tư mấy chị. Sa 365kg mặt vô tư cho em. Đó. Em thấy bán giá 280 ngàn. Còn để cái tem nữa mạng nè. Đó lên cho em gái chốt mã xanh riêu. Riêu size 3 dùm em còn một cái nha. Em còn một bộ riêu size 3 rồi lên cho em gái chốt đẹp lắm. Hàng thiêu hết cho mình luôn có chị nè. Đó nha. Lên cho em chốt mã riêu 3 dùm em. Ai riêu 3 mang cho em chốt mã riêu 3 nha. Riêu size 3 đẹp quá trời luôn. Đó lên cho em gái chốt chị. Rồi xanh đi lễ Lê Linh Huỳnh. Rồi lên cho em chốt mã tím thiêu cho em gái luôn. Tím thiêu size 3 cho em luôn nha. Tím thiêu size 3 cho em gái luôn. Sang quá mấy chị ơi ơi. Đó lên cho em chốt mã tím thiêu cho em gái size 3. Tím thiêu size 3 dùm em. Hàng này em thấy bán có 280-300 ngàn bộ á. Đẹp lắm. Cái vải của nó rất là mềm mịn luôn nha chị nha. Đó lên cho em gái chốt mã tím thiêu cho em. Tím thiêu cho em gái. Tím thiêu 120 ngàn size 3 sẽ làm cái mặt được. Tím thiêu nha. Đây em có vàng 3 luôn đó chị. Em còn cái vàng 3 chị đang hãy kêu cáo mình chốt nha. Đây em có vàng 3 sẽ làm cái mặt được luôn. Đó tím nè, tím 3 nè ha. Tím mẹ Trinh Tú nè, tím 3 nè. Lên cho em chốt vàng 3 luôn. Vàng 3 luôn đó chị. Vải quá đẹp luôn á, số lông cái mặt được nha. Vàng size 3, số lông cái mặt được. Số len loại một cho em gái, rất là dễ thương luôn. Xe có 120 ngàn, rất là dễ mặc đó chị. Rất là dễ mặc luôn cho em thế này nè. Đã lên cho em chút vàng size 3. Em mặc cái màu nâu tay nó dễ thương quá trời. Đang hot bây giờ cái màu tay thế này. Đang hot cái màu nâu tay đó chị gái. Đang hot cái màu nâu tay nha. Ở đưa đưa mấy hàng. Cái hàng này nè. Rồi bộ hàng thiêu thiêu nãy á, màu hồng đã đẹp quá trời chị Minh Tú coi được lấy không? Cái hồng thiêu đẹp lắm chị Minh Tú. Trời ơi, đẹp nghe sao? Đây nè, lộn lại. Đây chị gái Minh Tú nói cái này đẹp lắm đó chị. Những cái mẫu này rất là sang. Cái hồng hồi nãy đâu, mấy cái hồng thiêu không? Những cái hồng này. Cái hồng size 2 thì mặt lên trộn lắm công chúa. Rồi vàng size 3 chị gái nhài vụ. Chị nhài vụ lấy vàng size 3. Rồi nhài vụ. Ông thấy giảm chị trộn cái hàng thật sự em bán. Ông có lời bao nhiêu hết á. Chị có cái hàng nè. Chị gái xem nè. Không, mày size nhỏ, size 2. Đẹp lắm. Cái đó nó lời xíu chứ nó không có lời nhiều đâu. Ba chị gái xem hồng. Hồng này không đẹp cái hoàng tiền cho mình. Không đẹp cái hoàng tiền cho mình. Sang kinh khủng luôn. Đó lên cho em chốt hồng. Hồng này hồng sang 2. Lên cho em chốt mã hồng này hồng, hồng sang 2. Dễ thương lắm chị. Chị thấy hàng không thiêu hết thì mình luôn tay chân đồ này kia phối lưới xịn hết đó. Mang cho em gái chốt hồng. Em có vàng 4 luôn nha chị. Thì cho em có vàng 4 với chị gái thì cho em lấy không nè. Vàng 4 nè, em có riêu 4 nè. Vàng 4 riêu 4 không á chị. Đây nè, có cái riêu 4 là khách nào để hỏi nè. Đó em có vàng 4 riêu 4, có vàng 3 luôn. Em có màu da 4 luôn á chị. Số một cái mặt được hàng phong trung niên nè. Rồi hồng nè chị Huỳnh Thị nè. Hồng đẹp lắm luôn á chị. Hàng thiêu hết cho em gái luôn. Đây em có cái vàng 3 này coi thử có ok được không. Chốt cái vàng size 3. Size 3 thì em số 5 cái mặt vừa tay lọ.
đã lên cho em gái chốt cho chị yêu nha. Lên cho em chốt mã vàng 3 thiêu, tay lỏ da mình luôn đó chị. Hàng trung niên mà hàng phôm dán chuẩn xịn. Em thấy nó bán với 270-280 ngàn. Vải nó mát kinh khủng luôn, mặt không có sùn lông gì hết đó nha. Mặt lên không có sùn lông gì hết đó. Rồi, chị đổi chị lấy vàng 4 hả? Chị này Vũ mà Mỹ á. Nhà Vũ để mới lấy cái 3 khỏi chị này Vũ ra đi. Lấy vàng thì em thấy nó bán 280 ngàn. Đây nhà Vũ lấy cái size 4 nha. Đây nhà Vũ size 4 thì đây lạnh rẻ nhà Vũ mặt. Đây nhà Vũ lấy size 4 ok chị. Đây nhà Vũ lấy vàng 4. Rồi vàng gái Lê Linh Huỳnh. Em đang mặc vàng Lê Linh Huỳnh. Bộ nào 45kg vừa không? 45kg rất là nhiều. Cái màu đen luôn chị, cái màu đen màu xanh. 45kg màu đen màu xanh luôn. Đây. 45kg mặc vừa cho chị nha. Cho chị yêu nha. Rồi em còn cái vàng 3 nè. Em còn cái vàng 3 nè chị gái. Em còn cái vàng 3 hồi nãy chị này chưa có một chốt nha. Thời trang nó cái vàng 3 được không thì thời trang 45kg mặc được. Đây thời trang ở vàng 3 được không? Dạ khách nào mua hàng hồi trưa thì vừa tối nay thì ngày mai thì họ chốt đơn luôn. Áo thời trang này được không chị? Đẹp lắm chị ôi tay nè. Thời trang ok không nha? Vừa mặc vừa đẹp đó chị. Đây em có riêu 4 nè, riêu 4 chị nào để riêu 4 đây. Riêu 4 cho chị mất tiêu rồi. Riêu còn riêu 4 giống hoàng thị sao? Đây riêu 70kg hoàng thị. Chị hoàng thị riêu 70kg nè. Đẹp lắm chị hoàng thị ơi. Rồi hàng xe bán 120 ngàn. Bộ xô lên hàng loại 1 nữa nha. Mặc thoải mái cho em gái, không có xù lông gì hết. Rồi hoàng thị. Rồi vàng chị mặc 2. Vàng em đang mặc 2 không có. Không có vàng em đang mặc 2 không có. Con coi lộ 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 hàng thiêu thiêu đâu, mất tiêu hết rồi ta. Để em gái coi. Đây, size nhỏ cho em nè. Size nhỏ là em có không? Để có một cái cục hàng thiêu thiêu. Không, đang lên xô lên mà lấy gì em đó ta. Rồi ok vàng 3 thì gái thời trang. Chị thời trang. Lên cho em chốt đen nha. Đây lên cho em chốt đen nè. Đen đen size nhỏ size 2. Đen size 2 giùm em. Rõ đen mà thiêu với chị gái đẹp quá. Hôm nay chị có bộ bà ba không? Dạ không, bà ba còn size bự và bé, không có size nhỏ. Bà ba còn size lớn. Đá lên cho em gái chốt mã bộ đen. Rồi ai lấy bộ đen làm men cho em gái chốt mã bộ đen cho em nha. Đá lên cho em chốt đen, đen còn size 2. Đen này em còn size 2. 40-60kg mặc vừa đẹp. Đá lên cho em gái chốt mã bộ đen của em. Đen này em còn size 2, 40-60kg mặc. Cái size 2 thì em gái có nhiều chị. Đây em có tím size 3. Em còn tím size 3. Em còn một bộ tím size 3, 65kg là mặt vừa cho em nha. Đã em còn bộ tím size 3. Ai nấy là bên cho em gái chốt. Em còn bộ tím size 3. Nó dễ thương quá trời luôn. Sai 365 cái mặt vô tư của chị rất là đẹp luôn nha. Đá lên cho em gái chốt tím nè. Đen mới tím. Chị gái này là 4 mấy tím. Không có size 4 chị. Và tím chị gái Trinh Tú nè. Trinh Tú lấy tím. Lên cho em chốt mã này mã khói beo. Còn thiêu thì tất cả là hàng thiêu này chị.
Nãy cái size 2, cái mũ cục size 2, cái màu cũng đẹp lắm. Cái được không? Tím này được không chị? Cái được không chị? Gái với mình thị nè. Cái được không chị? Tím nè, tím thiêu nè. Size 2 của chị đây. Chị gái mình thị, đó tím size 2. Hàng thiêu hết chị, tím size 3, size 5 cái em ấy không còn. Đây em có tím size này, size 3 nè, size 2 nè. Tím size 2 những hình thị 40-60 cái mặt chùa cho em nha, hàng thiêu còn một cái. Với lại em còn một cái cam size bự. Em còn một cái cam size 4. Em còn một cái cam size lớn. Đó là màu gạch đó chị yêu nha, màu gạch nè. Đẹp lắm luôn, hàng thiêu luôn. Size 4 nha, size 4 đẹp lắm. Đó, size 4 màu gạch. Gạch size 4 đẹp quá trời đất luôn. Size 4 không phải lúc nào cũng có hàng đâu đó chị. Size 4 ít hàng lắm. Để em coi, để em bán một cục. Một cục mà nó đẹp quá trời luôn. Mình là mất tiền. Sao chị, đây nè. Cái hàng kia là coi hàng kia là được không, mình chốt nha. Rồi size 4 nè, size 4 chị gái màu gạch. Giải lên lên mình. Em còn cái màu da size 4 luôn, giải lên lên mình đẹp lắm chị, màu da. Đây chị ơi, cái này hàng kia nhiều nè, hình thị nè. Gạch size 4 không còn, còn màu da size 4. Đây em có đỏ size 3, 65 cái mặt vừa nha. Cái này là một màu đỏ đô, hàng thiêu đẹp lắm. Đó lên cam chút màu đỏ đô cho em gái size 3, 65 cái mặt vừa cho em luôn, rất là dễ thương, màu đỏ đô, đỏ. Em không còn màu gạch, đỏ. Em còn một cái đỏ, đỏ size 3, em còn một cái vàng size 3 luôn. Size 3, 65 cái mặt vừa. Hàng giản lắm chị nha. Đó lên cho em giá chốt cái này vàng nha. Rồi đeo size 2 để kim phượng. Dạ không. Rồi. Rồi để kim phượng đen 2. Các chị xem cái màu đỏ này dễ luôn lắm, đỏ đỏ size 3. Hàng thiêu. Rồi vàng 3 đã kim tú. Lên chăm chốt đã. Rồi men chăm chốt đã. Đỏ số 5 tí mạch được. Thiêu hết cái lai tay nó dễ thương kinh khủng luôn. Nó chỉ tấn kinh 20 ngàn. Mà nó mát. Rồi xin lưu lấy đỏ. Nó mát lặng luôn. Dạ số 5 tí mạch được có 70 kg luôn anh chị. 70 kg đó luôn anh chị yêu. Chị gái à, đây chị gái nè, chị gái ngọc xương lên nè, nên 70 kg màu da là chị da 70-72 kg mặc được hết á nha, size 4. Đây chị gái, em không còn vàng để em coi nữa. Đây chị đẹp, da em còn cái size lớn, em còn một cái da size lớn, em còn một cái da size lớn đó chị, 70-72 kg mặc được. Rồi để em coi, để coi cái gì đây. Em còn cái màu cam, em còn một cái màu cam size 2, hàng thiêu quá là đỉnh luôn. Đó em còn cái cam, cho coi bộ tím ok thì cẩn thu. Rồi da size 4 mình đã trưng tú, lên giang chốt cam 2, cam size 2 cho em gái. Hàng thiêu hết chị nha, hàng thiêu nè. Size 2 40-60 cái mặt vừa. Đó lên cho em gái chốt này đi chị. Cam. Màu cam này trong sáng da đẹp. Đó ai cam lên cho em chốt cam. Tím cho chị, tím là tím size 3 hả ta. Rồi tím size 2. Rồi cam 2 gái trung tú. Rồi lên cho em gái cái này. Tím. Rồi ai lấy tím thì men chăm chút tím em, tím size 2.
Cái tím size 2, em hết trang 2 rồi. Tím size 2, quá là dễ thương luôn. Lên trang giá chốt này tím size 2 nha. Tạm biệt trang giá chốt tím 2 dùm em. Tím size 2 mà cũng sớm cái mặt vườn. Tím size 2 mà có cái mặt vườn. Ba em trống này màu xanh đen, nó đang xanh đen. Cổ xanh đen đẹp lắm, xanh đen hàng ép đá phói. Dạ xem 120 ngàn chị Lan đi. Lên trang chốt mã xanh đen size 2, 61 cái mạch vừa. Dễ thương kinh khủng đó chị nha. Đây nè, cái này hàng giấc sổ đẹp lắm. Giấc sổ hết mà nó may rất là kỹ luôn. Đã lên trang giá chốt qua tiếng size 2 để bình huỳnh. Rồi lên trang giá chốt mặt cái này ha. Cái nồi xanh đen nha. Xanh đen gì nè. Xanh đen xanh ha. Đang cái này em có size 4 luôn. Rồi xanh đen giá tinh tú. Đây em có tím 4. Tím ống rộng. Em đã tím ống rộng size 4, đẹp lắm. Lên trang chốt mã tím size 4 nè. Đó, tím size 4. Em không còn tím size 2 à. Đó, lên trang chốt tím size 4, ống rộng. Cái này màu tím tím là tím đẹp lắm. Hồng hồng tím tím vậy sao, em thấy màu rất là đẹp. Đã lên trang chốt tím size 4 giùm em nha. Cảm ơn trang đã chốt mã tím size 4 giùm em. Tím size 4 ống rộng đẹp lắm chị gái. Rồi chị gái ngày bộ tím size 4. Và em còn cái tím khói size 2. Em còn một cái tím khói. Em còn một cái tím khói size 2. Size 2 cho em 40-60 cái mặt vừa. Em hết tím 4, em còn tím 2. Rồi em còn cái tím 2. 40-60 tím 10 nè. Lên trang giá chốt mã tím 2 nè. Ống rộng nha. Hàng phó đẹp lắm chị nha. Đó tím 2 giá trung tố. Em hết tím 4 chị yêu. Rồi. Em còn cái này cái tím khói nha. Em còn cái này là cái màu đỏ mặn đi ha. Đỏ mặn size 3, 65 cái mạch vừa. Đỏ mặn cho em gái 65 cái mạch vừa cho em. Đẹp lắm chị ơi. Nè, cái này màu đỏ mặn cho em nha. Sang kinh khủng luôn, size 3, 65 cái mạch vô tư, thoải mái. Lên trang chốt mẹ đỏ mặn giùm em gái đi chị. Đỏ mặn nha. 120 ngàn, trời ơi, hàng đẹp lắm á chị ơi. Nè, vải của nó siêu mềm, hàng ép đá hết cho em, cổ bầu phối đê cho em nha. Đã lên chăm chút màu đỏ mặn cho em gái đi nha chị. Màu đỏ mặn cho em gái nha. Số 5 cái mặt đường, ấm nhỏ. Đà ba không á chị, đà ba còn mấy bộ đà ba lắm. Lên chăm chút mà đỏ mặn, dễ thương lắm. Rồi chị gái ngực lưng đỏ mặn. Ngực lưng đỏ mặn. Thiền được mấy bộ rồi chị, ngày bổ như được là ba bộ hay được hai bộ, ba bộ như sao em không nhớ. Em còn một bộ xanh đen size 3, em còn một bộ xanh đen size 3, 65 cái là mặt vừa. Đã mặn ẩm cá size 4 chị gái ngày bổ ra rút cho mẹ cái cục cam nữa. Còn size 2 em dạ còn đó cam chưa nữa. Đúng rồi. Cái màu gì nữa? Lên trang gái chốt mã xanh đen. Tụi bên trang gái chốt mã xanh đen cho em nha. Xanh đen này nó bị dính gì à? Xanh đen này bị dính gì vô? Để em bỏ ra. Trang này đi. Ừ. Đang dính. Đang dính vậy đó. Đang dính. Thử bà ba lớn ok.
Và ba lớn em có cho mình là màu đỏ, màu cam và màu tím. Đây lên cho em chút mã cam phối size 2. Size 2, nhưng mà cái này là size mình size 2 49kg vừa phải không em? Ba chị mặc màu đẹp. Thì nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương quá rồi em. Cái đó xong đó nó bị lỗi, chị gái không mở ra. Đó lên cho em giá chốt mà đẹp lắm, cam phối cho em nha. Cái mẫu này thì nó dễ mặc lắm, nó dễ mặc lắm. Đó lên cho em giá chốt cho chị nè, 60-62 chỉ mặc được, 60-62 chỉ mặc được. Wow, bà ba sáng còn hốt lặng cái xanh 2 rồi. Khách hỏi xanh 2 quá trời mà em tưởng hết không á. Wow. Trời ơi, cái bà ba em tưởng hết cái màu xa nhỏ. Ai mà còn cái xa nhỏ luôn. Đây, bà ba xa lớn. Em không còn. Đó lên cho em cái chốt mã cam phối giùm em. Bộ ngố sau lưng mình vừa không. Cái nào ngố, cái này là cái đùi. Đùi là quần em size 95 ngàn, cái quần ở chị đẹp lắm nha. Lên chăm chút cả cam khói. Hàng ép đá, ép hạt hết cho mình luôn. Form này chị làm mình 62 cái mặt vừa cho em gái luôn, cái này size 2. Nhưng mà chị là 45kg trở lên đến 62 cái mặt được. Nó phối màu đen rất là sang luôn á chị. Hàng ép hạt, ép đá hết cho mình luôn nha. Hàng ép hạt, ép đá hết cho mình luôn. Bao hàng, bao đẹp, bao sang. Áo chị nói lên cho anh chốt mã cam phối giùm em. Cái đẹp lắm á chị, sang lắm cái mẫu này. Đây là bao chị. Chiếc áo bà ba nha. Chiếc áo bà ba đó chị nha. Đây bà ba có màu xe 3, xe 4 luôn. Em cũng hết size rồi trời. Mặc thử một cái là ba size lớn cho chị xem đi. Cam phó lại Cúc Nguyễn. Đây bà ba. Bà ba lấy xe bán 120 ngàn. Hàng Solen ép đá cho mình luôn. Cam phó lại Cúc Nguyễn. Và ba xe ba lẻ Phương Nguyễn. Xe ba là chị yêu. Có màu đỏ chị gắn nha chị Phương nha. Hồi nãy tưởng hết không chị Phương. Đây chị Phương nó xe ba luôn chị Phương nè. Mặc một áo bà ba vào. Trời ơi, nó đẹp mê ly luôn. Nó đẹp chịu hẳn có nổi luôn nha. 120 ngàn cho em gái bà ba. Rồi lẻ Phương Nguyễn với bà ba. Đã, giống có đỏ xe ba, đỏ xe 4. Bà ba xe 2 có màu tím. Để em ra chị xem màu tím. Màu tím nó xanh 2. Màu tím nó xanh 2 là người đẹp không? Người đẹp của em. Tím xanh 2 nha. Bà ba tím cho mình. Bà lại coi cái màu tím nó xanh 4 không? Tím đang cầm này, nó xanh 4. Đây chị bình hình được cái này không? 60kg mặc được cho em giá xanh 3 luôn. Đây chị gái tím nè. Rồi tím chị gái Nguyệt Linh nha. Xanh 4 nha chị yêu. Rồi bà ba size 3 là con có size 3 không? Còn size 3 như còn màu tím hay sao? Là con nhìn bà ba phải còn size 3. Rồi chị gái nè, Nguyệt Linh nè, bà ba tím. Trang phối lấy Bình Thị. Bà ba nha. Bình Thị đúng rồi. Em còn bà ba tím size 3. Rồi rồi chị Bình Huỳnh ok, người đẹp ok nè. Tím có size 2, mấy cái tưởng hết size rồi đó. Tưởng hết size rồi đó, ai ngờ nó còn sót lại đây. Nó còn sót lại đây nè, người đẹp Bình Huỳnh nè. Đỏ. Bây giờ là em còn một cái tím size 3 nha. Em còn cái cam size 4 nữa. Bà ba xe bán 120. Chị gái Phương Nguyễn dạ rồi ok, chị gái Phương Nguyễn. Bà ba nó chị đẹp lắm nha, em có màu đỏ. Bà ba tím, tàu bùi,
Tàu Bùi bà 3 tiếng 48 tiếng lấy hàng cho em gái xin số điện thoại người đẹp. Rồi tím xanh 2. Tím xanh 2. Đây. Bà 3 tiếng xanh 2 chị ngoại. Bà 3 đã ở xin linh trói mà chị gái xin linh. Đó chị ngoại nè. Đó chị xanh 2 nè. Còn bộ xanh 2. Đó còn bộ xanh 2 đi. Bà 3 này em tưởng hết xanh 2 rồi đó. Em tưởng hết xanh 2 rồi đó chị. Bà 3 có xanh 5 tiếng không? Có nhiều Nguyễn chị mong linh để em coi thử coi thử còn sai của chị không, coi lại coi thử bà ba còn cái sai nào nữa không, coi lượng hết thử bà ba còn để tự hoàn tất lại. Bà ba em còn một sai bội thì em sai thì còn sai bà ba đó, còn sai bự luôn kia, còn sai bự bự là em cái cho mình là màu cam, màu đỏ, màu tím. Tiếng còn sai ba nha. Sang 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 lấy luôn. Vừa hết hết sai nhỏ chị. Hết sai nhỏ rồi. Vừa là cái này còn sai lớn à. Là cái này còn sai lớn lớn không. Mà đẹp lắm nha. Đẹp lắm luôn. Em hết sai nhỏ dễ tàu bùi nha. Hết sai nhỏ rồi chị. Hết sai nhỏ rồi còn sai bự không à. Còn sai bự không à nha. Còn sai bự. Chị gái Huỳnh Thị Mông Linh nè. Em gái hẳn còn không còn sai nhỏ hay còn sai bự màu đỏ. Giờ là em còn bà ba sai bự nha, là em còn màu đỏ màu cam, cái màu tím sai bự luôn. Bà ba còn được mấy trái đó, bà ba quá đẹp luôn á, em thật bà ba quá xịn luôn, bà ba quá xịn luôn đó chị. Lên danh chốt mã thiết kế cho em. Hàng thiết kế xe 820 ngàn. Em thấy nó bán có 300 ngàn, 350 ngàn bộ. Thiết kế là quần tím tóc chị Dương nha. Các em mua rồi là mua mẫu cái em đẹp cái size lớn luôn. Hàng thiết kế là form tím tóc cho em giá rất là dễ thương đẹp. Cái mình size chị đặt cái rồi thì thấy không, nó gọn trơn à. Nó gọn trơn liền là gì. Lên thiêu nữa đi. Cái hàng thiết kế cho em gái bao đẹp nha. Cá size cho mình đến 70kg mặc được luôn ha. Đã lên cho em gái chốt mã hồng thiết kế giùm em rất là sang. Cái gì mặc lên một cái là sang liền luôn đó chị. Đẹp xuất sắc liền luôn đó. Đẹp xuất sắc liền luôn đó chị. Thiết kế thì cá hàng cá size vậy nha. Cái hàng thiết kế này á mấy chị mặc lên nó gọn người lắm. Hàng này hàng trong shop họ sale ra cho em gái đó mấy chị. Em có hàng, em có hồng và em có xanh đen. Em có hồng và em có xanh đen chị yêu nhé. Rồi em xem có 120 ngàn, hàng đẹp lắm đó chị. Hàng thiết kế chị mặc lên những cái chân này á, mặc mang cho em một cái đôi giày cao gót hoặc là xẹp cũng có rất là đẹp luôn. Bán cả màu xanh đen, hàng thiết kế cho em nha. Hàng ép cổ ép đá hết cho mình luôn nè. Đó em có ép đá cho mình hết nè mấy chị. Cái like cũng ép đá cho em gái luôn. Mặc lên rất là gọn gàng, ở nhà hay đâu tí xíu nó cũng thoải mái đẹp nha. Rồi thiết kế thì đã chị ngoại là 120 ngàn thì đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn cho em nha chị ngoại nè. Rồi em thấy mình là màu, em mặc là màu tím, em có xanh đen size nhỏ của chị luôn. Hàng thiết kế có size lớn luôn, size lớn luôn nha chị. Mất tiêu rồi ta, em hỏi cái gì chị đang hỏi cái gì em mất tiêu rồi. Em có không, em còn mấy cái này, em còn 3 bộ này. Xa nhỏ cho em ok chị. Bình hình là giao luôn không cần gọi. Em này người đẹp. Em có vàng size 2 đẹp lắm nè. Vàng X hạt. Vàng X hạt size 2 bao đẹp luôn. Vàng X hạt cho em giá size 2 ép đá chị yêu nha, tay lỏ ép đá cho mình luôn, size 2 120 ngàn. Bộ em đang mặc cá xanh đen luôn chị Nhật Linh, cá xanh đen đó, size của chị gái luôn. Hàng thiết kế chị mặc lên nó gọn người lắm, mặc cái form này mặc rất là gọn người luôn cho em. Rồi bộ trọn bộ xanh đen xanh là sao Nhung Mai
xanh xanh đen là hàng thiết kế cho em, là cái quần em đang thế này nha, xanh đen lấy hàng kèm cái giống chị gái La Vi Nguyễn như vậy đó chị. Nhung Mai nó xanh đen đúng không, Nguyệt Tinh nó xanh đen, cứ chốt hàng bên hàng thiết kế cho em gái bao đẹp. Rồi Nhung Mai xanh đen em đang đặt hàng thiết kế nha. Rồi thiết kế xanh đen, hàng thiết kế này hàng xốp chị yêu ơi, vải của nó đẹp xuất sắc luôn nha mình. Cổ là hàng phói ép hạt nha, cái line của nó cũng ép hạt hết cho em gái luôn đó. Nhung Mai cái bộ em đang mặc luôn đúng không, nhưng mà xanh đen đúng không chị. Rồi thiết kế tím size 3 chị gái Bảy Loan nè. Chị Bảy Loan bao nhiêu ký Bảy Loan ơi, em có cho mình nè, chị comment ký cho em đi, em lấy size cho mình. Tại vì tùy theo cái hàng form thiết kế chị, tùy theo cái này hàng đẹp lắm. Em có tím, có xanh đen này kia, hàng xe có 120 ngàn. Trong khi em thấy nó bán tới là 100 ngàn như khoảng bộ. Đây em có mình là tím size 4. Comment cho em chốt mã tím đá cho em gái size 4 nha, tím đá chị yêu nha. Các chị hàng ép đá hết sang lắm đó chị ơi. Tím đá size 4 cho em. Vàng em có cho mình là size 2. Tím đá em có cho mình size 4. Quá chuẩn quá xịn luôn á chị, quá chuẩn quá xịn luôn á nha. Mấy chị em nói chuyện nghe nè, thật sự luôn, mang một cái hàng thiết kế này làm đi đâu một cái xíu rất là gọn, nó rất là gọn gàng chứ không phải là cái quần này nè. Mấy chị mặc đi đâu một tí xíu, mang cho em một đôi dép như em thế này thôi là rất là gọn người luôn nha, mà mô đen cho em gái nữa chị yêu nha, hàng mô đen cho em gái nữa đó. Rồi em còn bộ to nè, em còn bộ to, to này khách hỏi quá trời mà không có đâu, 40-62 kg mặc vùi em. Rồi Nhung Mai dạ ok chị nha. Đó, rồi 75-64 kg được, em lấy size cho mình, bởi chị mình yên tâm đi, em lấy size cho nó chuẩn size nha. Rồi Nhung Mai là 75-64 kg, size 3 được rồi, đúng rồi, size 3 ok đó chị, size 3 là ok đó. Đó lên trang chốt mã bộ ton cho em. Ton này 40-62 kg mặc vùi, ton đẹp quá trời luôn ạ. À, cái hàng thiết kế này là em có màu da nữa. Có chị mình mua thử một bộ đi, mặc đẹp thì ủng hộ em gái nữa nha. Mặc tôi nó gọn gàng lắm. Nhưng cái mẫu này chị này mình cao mặc vẫn đẹp, chị này mình thấp mặc vẫn đẹp cho em gái luôn. Cái người mình nó cao lên, nó tôn dáng mình lên. Đó lên cho em chút mã bộ ton nè. Ton này em còn bộ nha, 95 ngàn. Em còn bộ ton 95 ngàn em. Đó lên cho em chút mã ton cho em 95 ngàn. Rồi tiếp theo em gái lấy size cho chị. Em lấy size cho chị gái em nha. Mình mặc đẹp lắm ha, tím này đẹp quá trời chị, mình lấy tím, tím là tím size 2 64 kg. Rồi xanh đen, rồi là lấy cho chị thiết kế size nhỏ xanh đen và da. Rồi to thì gái Phương Lê ok, để em gái cho chị xem màu da luôn, cái màu da cũng đẹp cực kỳ luôn, màu da cũng đẹp cực kỳ luôn chị. Là chị có điểm lấy màu tím, màu tím đẹp có điểm lấy cái màu tím đẹp là nhỉ luôn mà. Cái hàng này á là mấy chị mình nhận hàng là em bảo đảm luôn, em bảo đảm là bao ghiền đó nha, bao ghiền luôn á chị. Đó tím chị gái tàu mùi không có, chị tàu mùi là không có sai của chị tàu mùi nha, chị tàu mùi là không có sai nhỏ của chị tàu mùi, chị ta mua là không có hai nhỏ cái chị. Chờ em tí xíu để em gái em chúng ta để xem cái màu da. Rồi hàng thiết kế gái Tiết Dung là 68 cái mặt vừa chị, sao mình càng to con mặt lên càng gọn, khách em chị đó mua về một bộ thử nha, sau là mua đủ bộ đủ màu hết, mua cho bạn nữa, mua cho bạn nữa. Rồi giờ là ổng cho bắt tiêu để là lấy màu da, chị gái xem màu da nha, chờ em một tí em lấy cho thêm bộ cho nó chị. Đây. À thiết kế chị mua rồi mặt đẹp lắm, cảm ơn chị. Đó chị thấy không, khách em mua rồi chị ấy Bảy Loan đó, mặt lên nó gọn người mà nó vải nó quá trời đẹp luôn, nó mát lạnh. Đây màu da đồ mới mặc cái màu khác không có, cái màu em có màu tím, em có màu da, em có màu xanh đen và em có mình là nâu tay, có màu nâu tay bốn màu. Hàng này nó bán 10 màu nhưng mà nó hết rớt màu á, cho nên là mình cái chị biết sao đó,
mày có đẹp lắm gì ơi, ở nhà này kia mày thoải mái nha, hạt đều yêu một tí xíu mày tắm đẹp cho em luôn. Hôm thiết kế mày lên gọn người cho em gái nha chị nha. Đang chuộng bây giờ mà hàng giờ shop đang bán quá trời những cái mẫu này. Chị thấy không, bao hàng không có đụng hàng đó chị. Bao hàng không có đụng hàng đó. Có chị gái, em có màu da, màu xanh đen. Rồi đó nha, ai lấy màu da đi cho anh chốt màu da giùm em, bao đẹp luôn đó nha mấy chị. Rồi thiết kế màu da Thịnh Phúc nè. Chị lấy size nè, chị Thịnh Phúc ơi, xe máy lấy hàng kèm ký cho em đi. Lấy hàng kèm ký cho em. Lấy hàng kèm ký cho em đi nha. Ủa chị gái tên gì sao em chưa bấm ra ta. Chị ngoại nè, xanh đen với màu da là chị ngoại size nhỏ nè. Xanh đen màu da chị ngoại. Rồi xanh đen thì gái Larry Lan Nguyễn có chị yêu nha. Có. Có chị gái, em gái chốt cho. Tại vì tí xíu em gái xuống em lấy hàng ra hàng có kia. Không có quần dài. Quần dài là không có hàng quần dài đó chị. Đó rồi màu da thì gái Thịnh Phúc nè. Nó quần dài là nó hàng thiết kế thì nó model mà. Thiết kế thì hàng model cho em gái mà chị. À thiết kế nó model chứ. Còn dài thì đồ bộ bình thường rồi. Rồi à, lấy dâu tay, lấy nâu tay, nâu tay có nâu tay. Để em gái em xem nâu tay nha. Rồi chị ngoại nó màu da. Da có lại màu xanh đen. Cái kiểu này cho mượn cái màu nâu tay đi. Nâu tay với lại màu xanh đen luôn. Hướng cực. Rồi. Đúng rồi. Em nâu tay là cái này chị. Rồi em còn bộ đỏ. Em còn một bộ đỏ chị nha. Em còn bộ đỏ. Rồi tiếp tới chị Hoàng Thị lấy màu giùm em gái chị nha. Lấy hàng kèm màu em thì Hoàng Thị lấy xanh đen nâu thiết kế. Chị mình cứ mua thử mặc đi. Nó gọn người và rất là đẹp luôn. Chị lấy hàng em gái về nhiều không chứ không phải bán một hai cái chị như nha. Em là em nhập bao nhiêu hàng em cũng nhập về nhiều hết chứ em không có bán là một hai bộ đâu mấy chị. Rồi chị Hoàng Thị lấy xanh đen. Rồi nâu tay nè. Xem nâu tay ok là cái lên liền. Đây nâu tay nè mấy chị nha. Nâu tay để coi cái size 2 không, cái hiện tại cái size 3. Cái nâu tay là sao? Đây nâu tay nè. Đây mặc lên một cái là sáng da liền. Sáng da liền mấy chị, sáng da liền luôn. Bao hàng cho chị nha. Em gái là bao hàng bao sang chị nha. Mặc lên cái màu lên là xuất sắc liền nha. Màu nào cũng đẹp hết đó chị. Màu nào cũng đẹp hết. Em có mặc đủ màu luôn á. Em có mặc đủ màu luôn á. Rồi xanh đen. Rồi à, nâu tay đẹp lắm chị nha. Có chị nha, chị ngoại có lấy không? Có lấy. Có. Chị lấy màu da không? Rồi xanh đen chị gái nè, tiếp dung size lớn. Cho một cái nâu tay size 2. Có size 2. Rồi tiếp dung size lớn nhà hàng thiết kế đó chị. Rồi cảm ơn Nguyễn Như Phạm nha, mặt lên đẹp đúng không chị? Xanh đen size nhỏ. Hàng thiết kế là hàng xấu chị, nhưng em gái bao hàng không có đụng hàng đâu. Em gái bao hàng không có đụng hàng chị yêu nha. Em gái bao hàng không có đụng hàng. Hàng trong shop 270-280 ngàn bộ. Rồi nâu tay chị gái Nhung Mai số 5kg. Rồi không có màu cam đó. Không có màu cam đó. Không có màu cam đó nha. Rồi cam đắt kiểu khác. Rồi Nhung Mai đâu có. Ok chị đi nha. Rồi à, chị ngoại nè. Nâu tay. Lấy 3-4 bộ mà cho chị. Lấy 3 hàng cho mình ở nha mấy chị. Có size cho mình luôn. Hàng trong shop họ xe cho em gái. Không có miễn ship. Rồi ôi bán hàng này đâu có. Bán cái bộ lời đó có bao nhiêu tiền. Nó miễn ship với chị yêu. Không có miễn ship nha.
hàng này gái về là gái đóng ra shop họ đó tới 200 mấy ngàn đó. Rồi nâu tay với lại xanh đen nè, chị gái Tuyết Dung bao nhiêu ký lấy hàng kèm em? Đúng rồi, đẹp mà mô đen nữa đó, chị thấy như Phạm khách em nó khách VIP á, khách VIP ủng hộ em gái liên tục đó, em có gái như Phạm nha. Rồi Nhung Mai nè, xanh đen khách VIP em luôn đó nha mấy chị, ủng hộ liên tục đó nha mấy chị gái. Rồi xanh đen Mai. Đã chị đã đó là đã size 2 à. Đã size 2 à, không có đã size 3. Em có màu tím màu da, cái màu tím nó quá trời đẹp luôn mà. Chị lấy hàng kèm ký cho em chị Tuyết Dung nha. Rồi nâu tay em đang mặc này. Nâu tay em đang mặc gái Tiến Duy nè. Có chị mình mua mặc thử đi. Thứ nhất cái form nó rất là đẹp và mô đen nữa chứ không có phải là quê chị nha. Không phải là cái mình dài đen chắc mất một khúc xong mặt lên là chị không phải nha, mà hàng thiết kế của nó là nó phối mà nó đẹp luôn, nó phối đẹp luôn. Rồi ok chị, em cho chị xem. Rồi đâu tay nè chị gái Tiến Duy, rồi hai bộ đâu tay xanh đen số 8 ký chị gái Tuyết Dung. Dạ rồi ok chị Tuyết Dung đâu tay. Rồi xanh đen mặc lên nó gọn gàng mà mát lạnh, chị đi đâu một tí xíu nó cũng thoải mái cho em gái luôn. Giờ còn like hả Hiền? Dạ đúng rồi chị, còn like cho nên em gái xuyên quá trời luôn, em biết luôn á. Rồi chị 7 loa lấy nâu tay size 3. Em có đã size 2 này, chị đã bình thường đã size 2. Đã là đã kiểu khác nha, bình thường nha, để cho xem đã. Để cho xem đã cho. Đây, 7 loa với nâu tay size 3. Hàng vải đẹp mà nó mềm lắm. Nó mềm lắm. Rồi em cảm ơn chị gái Như Phạm nha. Tiền khách nào mà bỏ tiền ra mình mua rất là khó tính đó chị. Cái quần này á, là không phải là cái quần dài đem cắt ngắn đâu đó chị. Mà cái hàng phong thiết kế người ta, họ đã là may ra họ sẽ nghiên cứu họ thiết kế như thế nào. Đó đẹp không? Đã size 2 này bình hình nha. Đã size 2 này người đẹp. Đã size 2. Màu đỏ phối đen đẹp. Quả là quá đẹp luôn á chị. Sang ơi là sang nha. Sang ơi là sang luôn á. Bao cho chị gái của em nha. Không đẹp bán hoàn tiền nha. Không đẹp em gái hoàn tiền của chị nha. Xe bán 120 ngàn rồi nha. Rồi bình thường ok cái này không người đẹp nha. Và bệnh sao không nghỉ hả? Trời ơi mấy chị sao? Nghỉ hoài em gái bệnh chứ không phải là mình tham công tiếc việc gì hết á. Rồi nghỉ mấy ngày mình chịu không nổi luôn á chị. Em gái nghỉ mấy ngày mình chịu không có nổi luôn á. Rồi bảy nè chị gái. Em nghỉ có mấy ngày mà em chịu không nổi luôn á nha. Nè xem cái đỏ nữa, còn cái đỏ này không? Cái đỏ. Cái đỏ nè. Đỏ ép đá hàng thiết kế này, hàng trong shop sale này nè. Cái này hàng trong shop họ sale ra đó chị, hàng ép đá nó cho mình luôn. Rồi em còn cái đỏ này bình thị nè. Lấy một cái kiếm thiết kế. Kiếm thiết kế nè. Size 3. Đúng rồi, size 3. Rồi bình hình ok. Mấy chị hàng này hàng đẹp lắm á. Đã tiến cho đó. Có xe 3. Lúc thì có xe 3 thôi. Rồi đỏ ha. Đỏ giúp chị gái đây. Chị gái Hình Thị. Rồi đỏ số 8 cái là cái vừa chị đi lên. Hôm nay vui vui sao bán trễ chị ơi, chứ giờ em bán 10 giờ em đã sớm rồi. Đây là chị. Đó, đẹp lắm luôn nha. Đây hàng là hàng shop đàng hoàng chị yêu nha. Hàng trong shop họ sale đàng hoàng cho mình đó. Có màu khác không Hiền? Chị đang hỏi cái màu nào? Chị đang hỏi cái nào? Chị đang hỏi cái này chị sửu. Chị sửu đang hỏi cái nào chị sửu ơi?
lấy thử một bộ hàng thiết kế này cho em đi, dễ thương kinh khủng. Cái màu đỏ đúng không chị? Màu đỏ này em có màu cam. Màu đỏ này em có màu cam. Đó màu cam, màu đỏ. Chị Bảy Loan là giao luôn. Đó cái vẽ ba gái đó là giao luôn. Bảy Loan là giao luôn. Dạ rồi, ok chị gái Bảy Loan nha. Nhưng mà chị hàng thiết kế là chị mình mua bạc đi là bao viền á? Giao luôn. Em đang bạc là màu đỏ hả chị? Màu đỏ là em có màu cam, em có màu cam, có màu đỏ. Cho xem màu tím, cho em xem màu tím. Màu tím thiết kế đúng không? Tím thiết kế cho em bộ màu tím thiết kế cho mất tiêu. Hai tím thiết kế đúng không chị Thiết Chung? Cho chị xem cam đi, ok. Đây, cho chị xem cam. Ba chị cái màu tím thì gái Thiết Chung coi lấy cái bộ tím luôn chị, tím thiết kế đẹp mà. Đó chị gái nè, hàng ép đá hết cho em gái rất là kỹ, rất là kỹ luôn. Không phải cái quần của nó là quần cắt ngang đâu chị nha, cái đây là quần dạng như hàng thiết kế thợ may lên cái form chuẩn xịn lắm, rồi cực kỳ là chuẩn xịn. Thêm bộ đi mặt chị chọn người lắm nha. Đây em có màu cam. Em có màu cam nè chị, cam size 2. Em có màu cam size 2 và em có như là cái màu tím nữa sao á, cái màu tím nữa chị, tím size 2 luôn. Mà số 2 kiếm đạt được hết cho em nha. Cái này hàng thiết kế cho em gái, vải bự mà form đẹp lắm. Vải rất là đẹp luôn á chị nè. Cam nè, hình như em có cam với lại em có tím nữa hay sao á. Đó, có chị không? Cái line đính nè. Em có cam. À, chị gái sửa sửa xem được ok chưa? Màu đỏ, quần lửng sai mấy. Cái màu tím chị ơi, cái hàng thiết kế này là em chỉ có cho mình là 3-4 màu thôi. Màu tím em đang mặc, màu nâu tây, màu xanh đen và em có cho mình là màu da nha. Cái này là màu tím, tím hồng hồng chị. Cái đây tím thì tím rất là nhiều loại tím nè. Nó ngã về cái màu tím và tím sen đó chị nha, tím sen á nha chị. Size 2 vừa không lấy, 3 chị vừa. 3 chị gái này vừa, đẹp. Chị sửa vừa. Chứ không phải màu tím riệm nha. Không phải là màu tím riệm, chị tùy theo cái màu tím nè. Việt Nam mình trời tùm lum tím hết. Nào là cái gì tím cẩm, tím quế, rồi tím sen, rồi tím tùm lum tím hết. Em nào cũng biết luôn. Chị sửa mặt vừa đẹp. Rồi chị lấy nhập lại 3 bộ nâu tây, da và xanh đen. 60kg cho mặt vừa đẹp lắm. Rồi chị sửa sửa. Rồi chị gái cần bị lấy hàng cho em gái xin số điện thoại chị yêu nha. Đây là bộ nâu tây, da với lại xanh đen. Da lấy da xanh đen với lại bộ nâu tay này, lấy xe hai ra nâu tay nữa nhỉ, nâu tay với lại lấy một bộ nâu tay, một bộ da xe hai, hàng thiết kế này, hàng sốt này nè, thêm vô rồi xa nhỏ đúng không chị, yên tâm đi em gái, lấy hàng là em lấy xa nhỏ cho, tại vì em có xa 3 rồi, không lấy xa 3 lấy xa 2 vậy đó. Hàng thiết kế mà ôm mùi đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn á nha. Rồi rồi trồng Mỹ nha, chị trồng Mỹ nó xanh đen nó tím luôn. Ở Việt Nam mà trồng lâm màu á mà. Rồi rồi trồng Mỹ nó 2 bộ, trồng Mỹ nó 2 bộ cam khói 56kg nhé, nhiều dạ rồi ok chị gái. Rồi trồng Mỹ 2 bộ này, trồng Mỹ 2 bộ ngon cái gì da xả bộ đỏ ngày mai, ngày mai lau tay lại nguồn da size 2,
Xả thì ngày mai chị nói em gái xả, chị bây giờ này biểu xả đâu có xả được đâu. Rồi cho ăn khó giả thịt hết. Cầm bộ đồ đó là nhiễm lên xe em gái chị. Nồi chú mấy, nồi chú ba chứ mà. Lấy xe 2. Dạ 2 rồi nồi quá. Rồi nồi tay xe 2 luôn. Rồi thịt hết. Rồi tiếp chung nè. Lấy thôi đó 2 bộ. Cho nên người ta dạy nồi không cho người gái. Nói sao lấy bao nhiêu bộ cũng được hết á. Lấy bao nhiêu bộ cũng được hết á chị. Cứ lấy mặt đẹp để ủng hộ em gái nữa nha. Chứ không có sao hết á chị. Gái đẹp ủng hộ em gái nữa. Em có tiếng xoay bốn cũng đẹp. Tiếng gái đẹp luôn. Tay đẹp mặt lại. Này ba không? Tay hai quá. Đá lên cho em gái chốt tím. Tím tím size 4 với chị nha. Các chị cứ mua thử mặt đi với chị. Cái quần à, rồi xem tím chói nha chị. Tím chói. Tím chói. Tím chói là quần lửng với chị nha. Chị luồn lửng với chị gái. Quần tím tắt với chị gái ơi. Tím chói đúng không? Tiếng phối là cái hàng đó là hàng chính tóc cho em gái thôi, hàng thiết kế khách em nhận hàng rồi mặt của nó gọn gàng lắm chị, đẹp lắm. Tiếng mới mặt đúng không chị gái? Em gái sai nhỉ? Nâu tay rồi. Chị gái đang hỏi cái hàng thiết kế đúng không chị? Đang hỏi thiết kế đúng không chị? Sửa lấy cái nâu tay đẹp lắm. Nâu tay với màu da trộn ơi, mặt lắm sang. Tí em mặc không có size 2. Tí em mặc cái size 4. Rồi nha, em gái là xuống like chị yêu nha. Hẹn nhập lại chị yêu em vào ngày mai. Vào đây một người nha. Chị thử lấy cái màu rồi. Rồi em gái xuống like nha, cái gì hẹn mấy chị mình vào ngày mai đi, chọn lên hôm nay like khí thế luôn á, hôm nay like khí thế luôn á mấy chị, like khí thế luôn á ta. Rồi chúc cả nhà của em mình ngủ ngon chị nha, tạm biệt mấy chị nha, hẹn gặp lại ngày mai, bước ba tạm biệt cả nhà của em, bước ba cả nhà mấy chị. Rồi tiếng bốn dài hay lấy luôn nha, tiếng bốn dài, và tiếng bốn dài, hai người kia dài. Tay 4 với chị nha. Tám toàn bộ chị lấy chốt lên rồi trong. Là hết luôn á. Rồi thì Trang. Rồi em tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều luôn nha. Rồi tạm biệt cả nhà. Bước 3 với chị.